Ok, rồi cái này mình đã bỏ primer hết rồi nha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm thôi. Làm cái này đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết. Màu solid 48 nha. Và màu super white của Chiso. Thấy không? Rồi mình cũng cần một chút xíu. Cái này là cái bột hũ American, mình phải xớt ra nha. Hũ bự quá lấy bột nó hơi khó. Lấy chút xíu American thôi. Cái này liquid này mình đắp liquid EMA ha. Liquid solar nhiều vô. Ok rồi. Anh chị em thấy rõ không? Sư phụ ơi, inbox cho em ít tiếng Anh trong nghề nail với. Tiếng Anh gì em? Tiếng Anh trong nghề nail thì khách vô thì hello cho mấy đô. Khách hỏi what your name, my name Karem kem chuối. Nice to meet you. Đó vậy đó. Ok. Mình làm nha. Trước khi mình làm á, mình nhớ thấm cho nó nhiều cái liquid vô chút. Cái khách vô là hello cho mấy đô liền. Cái này là Super White với lại Solid 48 nè. Mình đắp cho nó một cái lớp mỏng trước ha. Cái này mình cần một cái lớp mỏng trước để cho nó đủ cái critical trước, rồi mình mới quấy. Ok. Rồi. Rồi bắt đầu mình mới quấy nè. Dạ. Lấy nhiều cái nước lên đúng không? Thấm cho nó nhiều nước lên nè. Thấy phong thấm cho nó nhiều liquid lên không? Rồi mình mới lấy bột trắng nè. Lấy bột cam nè. Mình thả lên trên đây nè. Mình quậy nó. Bên đây nó thiếu chút xíu bột thì lấy chút xíu màu trắng, xíu màu cam thả lên trên đây đưa nó ra. Đó là xong không? Thấy rõ không? Thấy không rõ là phải chỉnh camera lại, phải chỉnh camera lại chút. Rồi, thấy rõ chưa? WhatsApp brush I use today I use the size number 12 for the design marble. I use number 12 from Chiso. Alright. Cái rồi cái này lát rồi mình đắp cái lá ha. Cái quanh đây mình làm cái marble tiếp. Mình cũng lấy chút xíu nước. Mình lấy super white. Ha, mình bỏ nó lên. Mình trộn hai cái màu này nó lại. Cái mình vuốt xuống.
miễn sao cái Kiriko của mình có đủ bột là ok. Vút nó vô, vút nó vô. Rồi mình lấy nhiều nước lên, mình thấm cho nó nhiều nước lên, ok. Rồi mình lấy cái bột màu trắng nè, cục bột màu cam nè. Ha, cái mình quay ngược cái tay lại, mình quấy. Đưa nó qua. Ha. Tiếp tục ha, mình lấy chút xíu nước mình thấm trong đây. Mình lấy chút xíu màu trắng, chút xíu màu cam. Cái mình hạ nó xuống. Ha, cái mình quấy. Đó. Là nó ra marble. Thấy không? Marble nó dễ lắm, không có khó nha. Hát bài gì? Ở trong rừng ăn tàn hơn ở trên mạng. Ồ, dữ không? Thế giới này không phải của mình đâu. Đúng không? Là người được đặt chân là lên đằng đầu. Là chim mà hát nhạc của Đen Vâu luôn á. Đó. Bắt đầu lấy chút xíu nước thấm trong đây chút. Liêu quịch á, lấy liêu quịch. Cái mình lấy chút xíu bột màu super white không? Lấy màu cam không? Mình bỏ lên Kiriko không? Đó, mình trộn hai cái màu này nó lại chút. Lấy cái cọ mình khẩy khẩy nó một cái. Đó, làm vậy đến chi? Làm vậy để cho cái Kiriko của mình á, nó có bột, nó tròn cái khỏe cái đã. Rồi mấy hồi mình quậy ở dưới ha. Ok, mình lấy màu trắng, mình lấy màu cam, mình quay ngược cái cọ lại, cái mình quấy. Đó, thấy nó ra cái đường vân đẹp không? Mình quậy đại nó đi ha. Đó, mình cứ để yên đây một cục ha. Cái mình thấm chút xíu nước, mình lấy thêm cục bột màu trắng, cục bột màu cam. Cái mình thả cục bột lên trên đây, cái mình quậy nó, đưa nó lên. Nó cứ ra quận quận vậy là ra marble á. Thấy dễ không? Marble có gì đâu khó không quý vị, dễ như gì vậy đó ha, không có khó nha. Quấy nào, đưa nó qua cái đó vậy thôi. Tiếp tục ha, thấy mà bồ dễ không? Hello anh chị em và các bạn nha, mình tiếp tục, mình lấy chút xíu nước, mình vuốt ở trên đây chút. So we gonna get the white, the orange, bỏ lên đây, vuốt vuốt nó lên ha, cho nó quần quận ra cái đó đã. Make sure the Kiriko we get the powder, ok. Vút nhẹ nó xuống. Rồi bắt đầu quẩy nè ha, cho chút xíu nè. Always get a little bit liquid right here, ok. Để cho cái mặt móng nó trơn mình ngoáy marble nó mới đẹp. Ngoáy màu trắng, lấy màu cam, hả của bộ màu cam xuống không, bắt đầu quấy nè, quấy nè, thấy phong quấy không? Đó, thấy cái đường vân nó ra không? Đó, không thêm cục dưới đây nữa, hai chơi hai cái xoáy, hai cái bát quái luôn. Lấy nước ngay đây nè, làm thêm cái xoáy ngay đây nữa nha. Đó, cái lấy màu trắng không, cái lấy màu cam ha, cái thả cái này ha, ngoáy ngoáy lên trên đây đó, cứ để yên nó vậy không sao hết. Thêm cục nè, lúc nào cũng cho chút xíu nước vô,
cái thả của bột cam ngay đây đúng không? Ngoáy nè, ngoáy, thấy không ngoáy không? Vừa làm neo mà vừa làm tí luôn quý vị. Bên đây thấy nó thiếu xíu bột không? Cho cái một cam vô. Rồi xong. Rồi cái bên đây mình sẽ cho dạng như là cái lá mùa thu ha. Lá mùa thu thì phải lấy bột clear. Đâu rồi? Lấy cái lá mùa thu coi. Lá mùa thu mẹ ru con ngủ, con không ngủ mẹ ngủ trước nha con. So get a little bit clear powder. Thả lên trên đây. Sao thấy rõ không? Cái lá mùa thu lên. Đó. Thêm cái lá ngay đây nữa. Nắng ha đi. Làm cái ngón này mà muốn đẹp á phải vừa làm vừa hát nha. Nắng ha đi. Mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi coi đúng đồng để ngậm ngùi chim nhơ lá rừng. Ai biết ngoại buồn vui, khuy ngoại kêu nội tới gần, nội ngồi, nội nhổ tóc sâu, hai chị em cái đầu chí không, đó, muốn làm đẹp là phải vừa làm vừa hát vậy á. Rồi. Lấy chút xíu bột clear thả lên trên đây nha, cho nó giữ cái lá lại cái. Mình cho bột clear để mình giữ cái lá lại đó, các bạn. Thế giới này là không phải của mình đâu. Vừa làm neo mà phải vừa hát vậy nó mới đẹp nha. Lấy cục bột clear ha. Thả cục bột clear ngay đây. Đó. Rồi bắt đầu mình mới vuốt bột xuống. Anh chị em thông cảm nha, cái tay của cái người khách này của mình đó, họ đang ôm cái laptop á, tại vì họ là giáo viên á, họ phải lớp online đó, dạy cho mấy đứa nhỏ đó, phải ôm cái laptop nên họ để cái tay nó không có được thẳng, nhìn nó hơi khó chút xíu, anh chị em thông cảm nha. Chấn lấy sếp. Nè, không tin đưa cho coi nè. Thấy chưa? Thấy cái laptop không? Thấy cái laptop không? Đó. Vừa dạy học sinh mà vừa làm neo anh thấy khổ không? Phải sướng luôn nha. Giáo viên á, giáo viên trong trường á. Giáo viên trong trường á, chăm thủ giờ ăn trưa á, chạy ra làm neo.
Ok, rồi bây giờ mình sẽ phủ một cái lớp bột clear, cái marble của mình ha. Mình lấy bột clear nè. Đó, khả của bột clear ngay đây nè, đó. Mình dặm cuticle ha. Bột clear nó hơi chảy. Hơi chảy phải từ từ. Tại vì mình đang đắp liquid chảy á, nên bột clear nó chảy dữ lắm. Mà cái dòng mà liquid chảy mới làm được marble nha. Chứ liquid mà mình pha là mình làm không ra marble. Mình quậy nó không có ra ha. Đó. Cục cân xem càng ngày em càng kéo tay xa vậy cục cân. Nhớ clean up hai bên nha. Up cho nó đẹp luôn, lát đỡ phải dũa. Rồi. Lấy cục bột nha. Lấy cục bột clear ha, đợi chút xíu đi. Để chút xíu cho nó đừng có chảy. Mình mới thả cục bột lên nè. Vuốt cục bột xuống. Cắt bột nè. Chấn lấy xếp nè. Ok. Đi nhầm nghề rồi, rồi phải đi làm tấu hài mới đúng nữa. Ông Yên Tân chào Ren Perry, hello. Hello anh chị em và các bạn nha. Em xe cho anh nhớ trả tiền công nha anh yêu. Ok em. Xe đi rồi anh trả cho. Đó, anh chị em thích thì like, không thích thì subscribe nha. Đó, thả cục bột nè. Không. Dặm critical ha. Vuốt bột ha. Thích thì like, không thích thì subscribe nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube ông Phong Vlog. Cắt bột nè. Chích thì like, không thích thì subscribe. Nhấn nút chuông để đăng ký nha các bạn. Ok, lấy thêm cục bột đây để phủ nè. Phủ bột là một đen siêu to khổng lồ. Đúng rồi, móng này là móng Mỹ đen mà em. Móng này móng Mỹ đen mà. Mỹ đen phải bận thôi. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của ông Phong Vlog. Kênh YouTube này là chuyên hát chặt chế, làm nail chỉ là phụ thôi. Các bạn thấy thích thì like, mà không thích thì subscribe. Chân lấy xếp nè. Móc bột ra nè. Clean hai bên khóe nè. Clean hai bên khóe nè. Ok xong bụi chê. Cục cân của anh. Cục cân của anh đổi hay be careful hơn đi. Careful, be careful. Ok, về cái máy qua đây. Anh cảm ơn em yêu. Thấy khổ không? Thấy khổ không quý vị? Thấy khổ không? Đang làm nail à? Thấy đang làm nail à? Khổ
khó. Thấy khổ quá trời khổ luôn ha. You wanna move the phone to another side? Tháo ra làm lại nơi cần gì em? Đâu cần tháo ra làm lại. Đâu cần tháo ra làm lại đâu em. Giờ anh làm cho em coi nè, nghe không? Giờ chuẩn bị chưa? Are you ready? Lấy cục bột sắp quay ha. Lấy cái màu cam ha. Bỏ lên đây ha. Trộn nó. Trộn nó như là trộn hồ vậy đó. Trộn hồ á, Việt Nam có cái nghề trộn hồ á. Quăng cả cái xô để con đi làm hồ. Con em có nghe bài đó chưa? Việt Nam có cái nghề trộn hồ đó. Nghề trộn hồ nhiều tiền lắm nha, đừng giỡn á. Rồi, lấy cho nhiều nước vô ha. Ha, cho nhiều nước vô. Lấy cái màu trắng ha. Lấy cái màu cam ha. Quay ngược cái cọ lại ha. Quậy nè, cọ lên quậy nè. Đó. Đó. Đưa nó qua bên trái luôn. Lúc nào cũng là kết thúc bên trái nha. Tiếp tục lấy chút xíu nước nè. Không thấy. Chết mò không thấy hả? Chết này. Là nãy giờ không thấy gì hết. Thấy chưa? I am ready. Ok, Sabuche. Làm lại nha. Trời ơi, nãy giờ ngoáy lên dậy mà không thấy. Buồn quá. Làm lại. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Nghe rõ trả lời. Hả? Chí Phèo gọi thì nở nghe rõ trả lời Chí Phèo. Đó, cho miếng nước. Đó, lấy thêm cục bột cam ha. Em quay ngược cái cọ lại. Em thả ngay đây. Em quay cho anh hình số 0. Thấy không? Rồi em đưa cục bột xuống. Em vẫy nó qua. Cái đây em cho nhích đại miếng màu cam vô đại đi, không sao đâu. Ma bồ mà, đâu có theo cái nguyên tắc gì đâu. À, cái này làm mà, coi làm luôn đi. Làm luôn cái chiếc lá mùa thu đi ha. À, em làm cái chiếc lá mùa thu này bí quyết. Để làm cái chiếc lá mùa thu này em phải hát nha. Em vừa làm em vừa hát. Nắng ha đi. Nắng ha đi. Mây trôi lang thang cho ngoại buồn, coi đống đồng để ngậm ngùi chim nhơ lá rừng. Ai biết nỗi buồn vui khi nội kêu ngoại tới gần. Nội ngồi, nội nhổ tóc sâu. Hai chị em cái đầu chỉ không. Chi lớn chi nhỏ rất bịch. Đó, em vừa làm em vừa hát nó mới ra đẹp được. Các em lấy chút xíu bột lê em giữ cái lá này lại. Sorry nha anh chị em, mình bị allergy á. Mình hạ chút xíu bột lê cho nó giữ cái lá của mình lại. Chứ nhiều khi mình vuốt á, cái lá của mình nó trôi đi luôn. Mình vuốt cục bột á, nó không có gì nó giữ lại á, nó trôi cái lá của mình đi. Chút xíu ngay đây. Đó. Giờ bây giờ mình lấy cục bột lê nha. Bột lê mình phủ lên luôn. Thả cục bột lê ở trên Kiriko nè. Rê nhẹ nó xuống một cái. Đủ nó vô khóe nè. Thì hồi nãy mình đã bỏ cái bột lê nó giữ mấy cái lá của mình rồi, bây giờ mình vuốt nó không có trôi cái lá của mình đi nữa. Thấy không?
vét hai bên hông nha. Mình vét hai bên hông nè. Vét bên phải nè, vét bên trái. Mình lấy nắm lấy cái tay nè. Mình lắc lên cái đầu nè. Ồ sao bé không lắc? Trứng mình lấy xếp. Mình móc ra ha. Ok. Cái lá này nhìn giống cái lá đu đủ quá ha. Không biết lá gì. Lá gì cũng được, đừng có cái lá kia là được rồi ha. Cái lá trà gì đó. Cái lá trà trà gì đó. Có biết cái lá đó không? Cái đá, lá nó ghê lắm á. Ok rồi, tiếp tục nha. Ngoáy ba bồ. Bây giờ cái ngón này mình không có hướng dẫn cho anh chị em làm cái kiểu đó nữa, mình làm cái kiểu khác cho anh chị em coi nha. Lấy cái màu trắng, lấy cái màu cam, bỏ lên trên đây. Mình đi xéo, mình đi xéo xuống ha. Mình đi xéo xuống. Cái mình lấy chút xíu màu trắng nè, mình thả ra đây. Mình đi dọc, mình đi xéo xuống ha. Mình làm kiểu ma bồ khác nha. Cái mình cũng lấy cái màu cam, mình đi xéo xuống đó ha. Cái mình lại lấy cục trắng, mình thả ở đây, mình cũng đi xéo xuống ha. Rồi mình thêm cục cam nữa đó ha. Mình quan trọng là sao cái cọ của mình lúc nào cũng phải ướt nhẹp nước hết, ướt nhẹp cái liquid hết thì mình mới làm được ha. Đó thì nó cũng ra ma bồ luôn. Cái cách này thì nó dễ hơn chút. Mỹ sao nó ra là ok. Đó, giờ mình không thích làm kiểu đó nữa, mình quay lại mình làm cái cách cũ nha. Cách cũ thì có vẻ nó đẹp hơn á. Tùy theo mỗi người ha, mình thấy cái nào nó cũng có cái đẹp riêng. Người nào thích làm kiểu nào làm thôi ha. Bánh ú có cái đẹp của bánh ú ha. Bánh bao có cái đẹp của bánh bao. Bánh xe có cái đẹp của bánh xe nha. Mà bánh bèo cũng có cái giá của bánh bèo luôn. Đó, bây giờ mình lấy chút xíu liquid nè, mình thấm cho nó ướt nè ha. Cái mình lấy chút xíu màu trắng, chút xíu màu cam, mình thả ra đây không. Cái mình quậy nè. Một dòng, hai dòng, ba dòng. À, 5 đồng cùng cân của anh. À, gỡ khi nào mà take off mà gỡ only á thì là 10 đồng. Nó hỏi sao mắc quá lấy 10 đồng. Lấy thêm 5 đồng cái tiền hỏi á. Đưa nó lên. À, đưa nó xuống. À, miễn sao là mình không có đập cái cây cọ của mình, đập cái cây cọ của mình á. Cái màu cam này nè, nó vô cái màu trắng này, nó làm cho nó không còn cái marble đẹp nữa ha. Mình không có được đập, mình chỉ được quyền đưa cục bột đi thôi ha. Rồi, cho chút xíu nước vô. Lấy cái màu trắng, lấy cái màu cam, thả lên trên đây ha. Quậy nó ha. Đó. Rồi, cái cục này nè, không cho anh chị em coi nè. Cái sai lầm của cái marble là sao. Lấy cục bột lên, lấy cái này lên, thả lên đây nè. Dặm. Anh chị em dặm nhiều quá, cuối cùng á anh chị em thấy cái màu này nó không còn ra marble nữa ha. Đó, tránh cái chuyện mà dặm cái màu đi. Dặm cái cây cọ nhiều quá là nó hư cái marble của mình, nó không có ra được cái đường vân nữa nha. Đó.
chút xíu ngay đây. Đủ nó vô. Đó, vuốt. Đắp một cái lớp thiệt mỏng thôi. Vét. Dài, thấy không? Nhớ nghề hả anh Phương, anh Phong? Đó, rồi tiếp tục nè, lấy chút xíu nước nè. Không? Lấy cục bột màu trắng, thấy không? Lấy cục bột màu cam mà phải quay ngược cây cọ lại nha. Thả cục bột đứng 190 độ nè. Mình mới quậy, cây cọ của mình tuyệt đối không có đụng vô cái móng, chỉ là cây bột nó đụng vô cái móng thôi. Cây cọ của mình vẫn cắt cái móng một chút xíu để mình đưa nó đi nha. Không có ấn cái mạnh cây cọ xuống đụng cái móng là không làm được. Nhớ nha. Cái đó là cái trick đó. Ha, quay ngược cây cọ nè. Để cho cái màu cam nó rớt xuống rồi mới quậy nha. Nó ra những cái đường xoắn ốc ra chưa? Là do tại sao anh chị em biết không? Do cái mặt móng của Phong nó ướt. Nó ướt kèm thêm một cái cục bột nó cũng ướt nữa. Thì khi mà cục bột nó ướt như vậy đó, mình hạ xuống, mình hạ xuống mà cái đầu cọ của mình không có đụng vô cái móng, mình đưa nó đi giống như là mình dùng cái bút mình vẽ cái bột của mình đi vậy đó ha. Thì nó không có bị, cái màu nó không có bị hòa với nhau, mà nó sẽ ra những cái đường vân rất là đẹp như vậy. Anh chị em để ý, tuy là cái đường vân ở đây nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà anh chị em để ý, trắng ra trắng, cam ra cam, nó không có bị quyện vô nhau thì nó mới ra được cái marble đẹp. Hiểu được cái nguyên tắc đó mình sẽ làm được cái marble ha. Này, nhíp đại cục gì bỏ vô đi. Đó, rồi xong. Cái giờ bây giờ mình sẽ đắp bột clear mình phủ lại hết nha. Bột clear lấy cục bột bự bự lên chút, đắp nó dày lên cho đừng có bị gãy. Mình đuổi nó vô. Từ từ thôi, mình cẩn mà rung nha. Nâng nó như là nâng trứng thấy không? Hứng nó như là hứng hoa. Chà, mình clean nè. Mình clean nè. Ok, rồi, tiếp tục nè, lấy cục bột clear nè. Thả cục bột clear ở trên đây. Đủ nó vô nè. Đủ nó sát cái kia cổ ha. Mới vuốt cục bột xuống nè. Bột nó đang chảy, khoan hãy vuốt cục bột nó sẽ bị trôi hết bột, để nó khô khô chút. Mới vuốt. Thêm cục nữa. Thả cái bột ở đây.
đắp cho nó tròn luôn nha, cho nó mịn màng cái móng của mình luôn. Vuốt xuống, vuốt xuống, vuốt xuống. Đó, vừa làm vừa hát nha. Nắng ha, đi. Không, hát hát bài khác đi. Hát bài khác đi ha. Tiếp tục nè, lấy bột lia nha. Thả cục bột lia ngay cuticle ha, đổ vô ha, chùi cọ ha. Ngồi yên coi cục cưng của anh làm gì vậy vậy? Chuẩn lại xếp, vét hai bên, chuẩn lại xếp, chuẩn lại xếp, lấy thêm cục nữa đây. Lấy thêm cục bột lia nữa nha. Thả ra đây. Đó. Vút nhẹ xuống, vút nhẹ xuống. Clean hai bên, clean up hai bên. Always we gonna clean up cuticle area, okay? See that? Rồi xong. Ok. Lấy thêm cục bột nha. Cục bột ngón cái thì phải lấy nhiều bột. Lấy cục bột nhiều lên. Ngón cái mà. Thấy phòng lấy cục bột bị chà bá không? Ngón cái thì phải lấy nhiều thôi. Nó bự mà nó dài nữa, phải lấy nhiều bột chứ. Đợi cho nó khô một chút rồi mình mới vuốt bột, chứ bột nó đang ướt mà. Đó, giờ nó bột nó dẻo rồi đó, vuốt bột nó sẽ đi. Đó, gạt mấy cái bột dư ra nha, nó có cục bột dư á, mình gạt ra, lấy hết ra. Cuticle ha, vét cái cuticle cho nó sạch bột ha. Anh chị em để ý kỹ, mình đắp dày nhưng mà cuticle với cái đầu móng của mình nó không có dày nha. Nó dày là ngay chỗ cái mu của này của nó nè, ngay chỗ cái mu của nó đó, cái mu rùa đó, nó mới dày thôi, để cho nó đừng có bị gãy. Cuticle ha, vét hai bên cái khóe, hai bên cái khóe. Đó, rồi xong, giao hàng cho Ngọc Sơn. Đó. Cái marble nó có nhiều cái nó khác nhau ha. Mình cũng vậy, vậy miễn nó ra sao nó quận là nó ra marble đẹp. Ok. Mốt không chỉ anh chị em làm cái marble ba màu nữa, đẹp hơn nữa. Ha, bữa nay thì chỉ có vậy thôi. Không cần không em? Không cần cho em cái lá cần về hút nè. Dù quên smoke some. Giống cái lá đu đủ ha. Lá đu đủ chứ không phải cái lá cần nha. Bên đó lạnh chưa Vinh. Bên đây hả, bên tắc sạch cũng còn nóng lắm. Allergy suốt à. Hò với hắt xì. Ồ, đổ cái American nè. Kệ đi không sao đâu. Bỏ đi. Bột nè. Hốt đi vô.
Nãy tính làm cái món ombre mà thôi làm full marble luôn. Ok, giờ hướng dẫn cho anh chị em kẹt máy nha. Máy thì mình dùng cái đầu vũ mịn mình chạy. Cái này khô chưa, cái này mới đắp mà. À, mình mở máy gì vừa thôi, mình mở cái máy cỡ nhiêu đây được rồi. I love it. Thank you and chi châu. Thank you very nhiều nha. Mình clean up cái khóe ha. Clean up cái khóe cho nó sạch. Chưa bệnh rồi đó ha, bệnh rồi là mình qua ngón khác liền chứ mình đâu ở đó mình vũ hoài ha, vũ hoài nó mất bột. Đông buồn rồi đi. Clean up cái khóe. Thấy cái lá đu đủ đẹp không quý vị? Lá đu đủ, lá hồi sơn thấp cốt lên đẹp lắm. Thảo Lê không có chi em, không có chi Thảo Lê em. Ok, em là người không có chi chị Thảo, không có chi chị Thảo Lê. Em là người tận tâm chỉ cho mọi người. Thì nói chung là Phong biết cái gì Phong chỉ cho, chia sẻ với anh chị em người Việt Nam mình hết ha. Biết cái gì mình chia sẻ, mình cùng nhau mình kiếm tiền chứ, đúng không? Bây giờ thực sự mà nói giờ nó là cái thế giới phẳng rồi ha, ai cũng có thể lên YouTube, lên Facebook tìm kiếm thông tin, học hỏi lẫn nhau ha. Nó không còn như ngày xưa mà giấu nghề biết rồi không chỉ nữa. Cái thời đó nó đã đi qua lâu lắm rồi ha. Bây giờ là cái thế giới phẳng, biết cái gì lên chia sẻ cho anh chị em làm theo kiếm đồng tiền ha. Việt Nam mà, Việt Nam mà, hết Việt Nam mình cái Việt Nam, cứ Việt Nam là hết người Việt Nam thôi. Vậy thôi ha. Hết thì cũng chả có gì nhiều ha, lên chia sẻ mấy cái gì mình biết thì mình chia sẻ người ta học được, người ta đi làm, người ta kiếm tiền là được rồi. Chứ hết cũng chả có gì hết nhiều ha. Chúc em luôn thành công. Cảm ơn chị Thảo Lê không có chi. Chúc chị Thảo Lê cũng thành công nha. Cảm ơn chị Thảo Lê. Rồi. Để tay đây, cục cưng của anh. Đông mua, ok. Đông mua baby. Clean hai bên cái khóe ha. Clean cho nó sạch nha. Clean cho nó sạch, nó không bị lip mà nó lát lon nữa. Lát lon là mình làm một cái bộ tay mà nói chung là nó không bị lip á, khách nó quay lại nó không có bị lip, mình cũng tự hào ha. Tự hào với trước hết là tự hào với bản thân mình cái đã, thứ hai là tự hào tới đồng nghiệp, người chủ họ nhìn cái tay vô không có lip, đi mấy phần không có lip, họ cũng đánh giá mình ha, làm đàng hoàng kỹ, họ khoái ha.
cái làm mà vũa mà dạng như vũa ẩu quá đó, nó líp hết rồi, đâu có tự hào được, đúng không? Phải vũ silicon cho nó sạch nha. Đúng rồi. Lá cho nó đẹp mùa thu rồi. Thôi lá này cho nó khác màu. Lá mùa thu mẹ ru con ngủ. Con không ngủ, mẹ ngủ trước nha con. À, có chắc có. Sao? Ờ, cho vô đi nửa tiếng ok mà. Clean cái khóe nha. Clean cái khóe nè. Nha. Phải clean khóe cho sạch, banh cái khóe nè ha. Đút cái đầu dũa vô. Nhớ nha, cứ banh cái khóe là đút cái đầu dũa vô nha. Ngón tay này dài quá, phải rút cái bớt cái cốt ra. Giòn mình lắm rồi á. Tiệm lai rai có khách rồi hả? Ừ thì nói chung là cũng lai rai. Tiệm không lai rai à. Cũng nói chung là Chúa thương cũng ít khi nào ế. Năm có chừng à, ế một có chừng à, một tuần hai tuần ế thôi. Còn nhiêu là cũng ok. Chúa thương ha, Chúa thương Chúa ban. Chứ mình thì cũng chả tài cán gì đâu. Nói chung anh em trong tiệm này làm cũng giữ khách được. Đó, để cây dũa ha, để xéo vô. Cây dũa xéo vô thì nó mới, cái xếp của mình nó mới thẳng được. Vũa cái đầu móng thẳng ha. Vũa đây ha. Kê cái vũa xéo ha. Đó. Kê cái vũa xéo ha. Không vũa nhanh cho anh chị em coi nha. Đó. Vũa cái đầu móng thẳng ha. Để cái màu đỏ để qua đây ha. Vũa bên hông của nó. Vũ bên hông của nó. Kê cái vũ xéo vô. Like it honey. Tương tác với khách hàng ơi. Khách hàng nè. Ờ, đang nghe điện thoại. You like it. You like it là hơi mệt đó nha. You don't like it because you love it. Trả lời giùm luôn. Em này em điệu đà lắm.
quay ngược cái tay lại ha, chỉnh sửa cái xếp. Quay ngược cái xếp lại không? Ok, đưa tay kia đây, để cái gì cho vũ xéo vô ha. Vũ cái đầu móng cho nó thẳng, liêu vô bên đây. Nhớ nha, để cái vũ phải để xéo. Để cái vũ phải để xéo. Để cái vũ phải để xéo ha. Để cái vũ phải để xéo vô. Lìa bên này chút, lìa bên này chút, quay ngược tay lại nha. Quay ngược cái tay lại nè, mình chỉnh sửa cái xếp. Quay ngược cái tay lại mình mới chỉnh được cái xếp đó chuẩn. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy bóp vào, mình bóp vào ha, rồi mình cho khách đi rửa tay, rồi mình sẽ sơn top coat. You want stone? Do you want stone today? Diamond? The diamond? Huh? I'd rather kitty call. It's up to you. Yeah, regular diamond. I'll keep it plain. Keep it plain. Plain. No plain. Oh. Mm.
Ok. Quay ngược tay lại, quay chỉnh cái xếp rồi. Chỉnh cái shape lại chút xíu, nhiều khi mình bóp phờ đó nó bị mất cái shape, bị mất cái shape. Tôi quay ngược tay lại chỉnh cái shape lần cuối mới sơn khớp khối. Ok, wash your hand with a brush and a soap. Thank you. Giữa như này khách có trả tiền không hả? Trời, chị nhỏ, khách mà không trả tiền là thả hai con chó mẹ dê ra liền. Không nói nhiều, trước cửa xích hai con chó mẹ dê, hai xích hai con mảnh thú. Để xéo quá, vũ nhiều quá, mất sếp phải không ạ? À? Để xéo quá, mất. Thì tất nhiên là vũ nhiều bị mất sếp rồi em. Nó bị mất một hai bên á. Em vũ, em đừng có vũ nhiều. Wash your hand honey. Thôi để đưa tay đây. Đưa tay đây, anh quát cho em luôn. Cái tay đây. Give me your hand, honey. Give me your hand, I wash for you. Have sit, have sit. I'm gonna wash it. Ok. Em không wash là anh wash cho em luôn á. Đừng giỡn mặt với anh nha. Yeah. Mình kêu đi wash mà không wash là mình wash luôn á. Mình lấy chút xíu alcohol để lát hồi mình chùi cho tay cho khách ha. Dạ. Bỏ lên đây. Chuyện có khách lai ra là tốt rồi. Hello anh chị em và các bạn, anh chị em bữa nay làm nail có ok không? Khách có đông không? Mấy cái lá này cũng đẹp quá ha. Mấy lá này mua ở Amazon rẻ lắm, có 5-6 đồng, cũng rẻ không mắc. Cũng được. Không có bán mấy này ha. Anh chị em lên Amazon order. Đèn tên đó hả? Tên Jennifer đó, có gì đâu. Thợ trong tiệm á, mình lấy mình xài, có gì đâu. Đèn này trong tiệm là ai mình cũng xài được đó ha. Tên của ai mình cũng xài được đó. Lẹ đi em yêu, lâu quá vậy. Lẹ lên khách vô rồi em ơi. Xong cái người khách này không còn người khách hẹn nữa, mình phải tranh thủ ha. Cao thủ không có bằng tranh thủ. Mẹ nó đi cục cưng. Cục cưng làm gián đoạn sự sung sướng quá. Mẹ đi, lâu quá. What take you too long? What take you too long? Ok, good. Good. Em này em giáo viên ha. Giáo viên dạy mấy nhóc trong trường lớp cấp 2 á. Giáo viên mà cũng ăn chơi dữ. Xài thấy hay làm móng là thấy dân chơi được không? Làm móng dài, giáo viên làm móng dài là chất chơi người dơ rồi, thấy chưa? Chất
chất chơi người chơi á, chất như nước cất á. Rồi để anh Sơn thấp cốt cho em nha. Ok. Mình sơn bên dưới luôn nha. Ai bị giang hồ. Hello my friend. Hello my friend, you want ai rao. Ai bị giang hồ thiệt. Nói chuyện với Mỹ Đen là nó phải nói chuyện kiểu đó đó quý vị. Mỹ Đen là không giỡn thôi nha. Mỹ Đen hiền quá là nó nuốt mình luôn á. Thấy không? Trời, khu mình làm ở khu ba màu mà. Hiền quá, nó nuốt mình luôn á quý vị. Put it in honey. Thấy chiếc lá mùa thu mẹ ru mà con ngủ không? À, chiếc lá mùa thu nè. Chiếc lá mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Con không ngủ, mẹ ngủ trước nha con. Kiss me. Hoàng Khang Vũ. Hoàng gia Hoàng Vũ chứ, ngày nào cũng ăn gà hết ha. Gã hả? Gã anh tìm thuốc bắc luôn á, đừng đi giỡn. Dân chơi mà em, dân chơi đâu có sợ mưa rơi đâu em. Nói chứ làm khu Mỹ Đen tay nghề lên cao lắm nha. Anh chị em không tin là cứ làm khu Mỹ Đen là làm bột cứng lắm. Làm bột giỏi là làm khu Mỹ Đen á. Ồ, bột giỏi lắm. Mình để ý thấy vậy á. Mình không nói mình Phong không có nói Phong giỏi nha. Phong để ý mấy cái người làm bột ở khu Mỹ Đen á, người ta làm giỏi lắm. Tại cái lượng bột vô nhiều á, người ta làm nhiều cái người ta giỏi. Cái đó người ta gọi là chăm hay, không có bằng cái tay quen. Put in the machine honey. Put
cục cưng của anh. Tập trung đi chuyên môn đi cục cưng. Đưa tay em đây, buông tay nhau ra, đôi tay chia xa. Nó vừa làm là vừa hát, mới sung chứ. Làm cho Mỹ Đen thoải mái. Thoải mái, vừa ca vừa hát, vừa đàn, vừa đọc rap. Ok, chứ mà làm Mỹ Trắng là Phong mà làm cho Mỹ Trắng là khách Mỹ Trắng là Phong ngồi yên không làm à. Không có giỡn được ha. Tại Mỹ Đen nó nhây á. Nhây nó xàm á, giống Phong. Phong mới đàn ca tài tử được, chứ Mỹ Trắng là Phong không có làm nữa. Mỹ Trắng nó không có thích mình giỡn. Tùy khách ha. Lựa mặt mà mình giỡn nha. Giỡn mà thấy không vui là ngưng liền kế. Okay. Đó, một cái bộ marble ha. Thì nói chung là cũng gọi là thôi, cũng không có gì là đẹp hết, bình thường thôi. Thì anh chị em thấy cái marble của mình á, miễn sao mà cái màu này nó không có bị lẹm vô cái màu trắng là ok rồi ha. Hai cái màu nó không có bị lem vô nhau, nó vẫn sắc nét rõ ràng là ok. Đó, đơn giản vậy thôi. At first, I thought I like it. I don't like it. But actually, I love it. Nói chuyện với Mỹ Đen phải nói chuyện kiểu đó. Okay, love it. Yeah. Làm việc hết mình là lát bo hết hồn nha. Chứ không phải làm việc hết mình lát hồi cho hai cái trứng ngỗng và luộc ăn là chết luôn nha. Làm hết mình lát hồi Cung Ngộ Không gọi tên cái chết luôn á. Ai giờ là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng marble, anh chị em thấy không? Rất là bình thường thôi, không có gì khó khăn hết ha. Anh chị em để ý kỹ cái cuticle của mình á, nó phải tròn, cái shape của mình nó phải đẹp, là mình làm cái giống gì lên nó cũng đẹp cái móng hết. Mà mình cho dù mình design đủ thứ đá đun này nọ đầy đủ ha, mà cái cuticle của mình nó không có tròn, cái shape của mình nó không có thẳng là nó xấu cái móng liền. No matter what, ok. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. See you in next video, ok. You wanna say bye? Wanna say bye? Bye. Ok.